Nhiều người dân tại khu vực huyện Con Plong thuộc tỉnh Kon Tum và các khu vực lân cận đã có một buổi sáng thót tim khi tại đây liên tiếp xảy ra 3 trận động đất trong sáng 28 tháng 7 năm 2024. Trong sáng cùng ngày, Viện Vật lý Địa cầu cũng phát đi liên tiếp các thông báo động đất ở Kon Tum. 3 trận động đất có độ lớn lần lượt 3,4, 3,3 và 4,1 độ Richter đã xảy ra tại khu vực huyện Con Plong, tỉnh Kon Tum, gây rung lắc. Dù người dân ở gần khu vực tâm chấn cũng cảm nhận rõ. Cụ thể, trận động đất thứ nhất xảy ra vào lúc 3 giờ 12 phút 14 giây ngày 28 tháng 7, có độ lớn 3,4 độ Richter, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km, cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 0. Trận động đất thứ hai xảy ra vào lúc 8 giờ 35 phút 29 giây ngày 28 tháng 7, có độ lớn 3,3 độ Richter, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km, cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 0. Trận thứ ba xảy ra vào lúc 11 giờ 17 phút 46 giây ngày 28 tháng 7, có độ lớn 4,1 độ Richter, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,3 km, cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 0. Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi những trận động đất này. Nằm ngay giữa đồng, trại Sơn Rồng rộng hơn 1.000 mét vuông ở quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ này được chủ vườn đầu tư khủng để cải tạo đất, xây dựng nhà kính và nhập giống. Bên trong nhà kính sẽ trồng chủ yếu những loại cây sơn rồng không ưa nắng, mưa trực tiếp. Còn phía bên ngoài sẽ trồng những loại có sức chống chịu thời tiết khắc nghiệt như cây tai thỏ, sơn rồng trụ. Chủ vườn là anh Thái Đắc Trọng. Trước đây, anh Trọng học trung cấp điện công nghiệp và làm việc tại khu công nghiệp Trà Nóc, còn vợ anh làm kế toán tại một trường học. Đến năm 2018, anh và vợ quyết định chuyển hướng nhập các loại sơn rồng phổ thông, kích thước nhỏ xinh, phù hợp với túi tiền học sinh về trồng và đẩy xe đi bán tại các điểm trường học trên địa bàn. Mình trồng sơn rồng thì mình đã từng làm qua điện công nghiệp ở khu công nghiệp Trà Nóc, làm công nhân. Thì do một lần tình cờ mình đi một tiệm cây kiểng có bán sen đá sơn rồng đẹp cho nên mình mới bắt đầu mua về mình trồng. Lúc đầu thì mình chỉ trồng vài cây nhỏ để chơi thôi, sau này mình thấy đẹp, có nhiều người thích cho nên mình mới mở rộng mình trồng nhiều để cung cấp cho những bạn nào có chung đam mê với mình. Năm 2019, anh Trọng quyết định gom hết tiền tích lũy để thuê đất và dựng nhà kính trồng sơn rồng. Hiện trại của anh Trọng trồng hơn 500 giống sơn rồng, đặc biệt anh chuyên trồng các loại sơn rồng dùng như tai thỏ, tai voi, trụ Sony, trụ đến vàng, trụ thanh sơn, trụ long khỉ, trụ mitilo, kim lăng trụ, kim hổ, nanh heo. Ngoài ra, anh còn trồng các giống sơn rồng phổ thông, kích thước nhỏ, bông đẹp, giá thành hợp lý như các dòng Jim Lobi, Echidro, Aster để bán cho những người yêu thích các loại cây có kích thước nhỏ, tròn, xinh xắn. Năm chính thức trồng là năm 2019. 2019 là mình bắt đầu mình làm vườn để mình trồng cây để mình bán ra thị trường. Lúc đầu thì mình chưa có kinh nghiệm nào gì hết, tại vì cái giống cây này cũng mới cho nên cũng chưa có ai để mình học hỏi kinh nghiệm, nên mình chỉ có học hỏi ở trên báo đài, trên internet, với lại cho mình tự mình trồng, mình rút ra kinh nghiệm á. Thì ban đầu trồng thì mình cũng hơi gặp khó khăn về cái cách mình nhân giống, cách mình trộn đất, cách mình chăm sóc cây sâu bệnh. Nó có rất là nhiều yếu tố ảnh hưởng tới cây sơn rồng. Mình trồng một thời gian rồi mình sẽ rút được kinh nghiệm và sau đó cây sơn rồng nó sẽ phát triển rất là tốt. Ban đầu thì mình chỉ trồng một số ít giống như là Rim, Lobi, Echi thôi. Còn bây giờ hiện giờ trong vườn mình đã có khoảng trên 500 giống. Theo anh Trọng, sơn rồng lớn thích nghi tốt với những điều kiện kèm theo thời tiết khắc nghiệt, cho nên nắng càng nhiều, cây càng cho màu đẹp và tăng trưởng càng tốt. Đây cũng là một loại cây không ưa nước nên không cần phải chăm sóc và tưới nước nhiều, chỉ thỉnh thoảng bón phân hữu cơ và phun xịt sâu bệnh hại để cây phát triển tốt. Cây sơn rồng từ lúc gieo hạt đến trưởng thành để bán mất thời gian từ 2 đến 3 năm. Tuy nhiên, nếu nắm vững kỹ thuật tháp kép để đốt cháy giai đoạn thì chỉ mất khoảng 3 đến 5 tháng có thể bán ra thị trường. Ở hạng decor thì đa số là mình phải có cái không gian nó thoáng gió, với lại là cái nắng phải nhiều, với lại nếu mà muốn tốt thì mình phải chọn cái giá thể cho nó phù hợp, giá thể dễ thoát nước, với lại phân hữu cơ để cây nó phát triển tốt. Hiện chủ yếu anh Trọng bán hàng qua mạng xã hội và có lượng khách ổn định trên cả nước, giá dao động từ 100.000 đồng đến 3,5 triệu đồng một cây tùy dòng và kích thước, với nhiều loại sơn rồng được ưa chuộng và bán đắt hàng. Nhờ đó mỗi năm anh Trọng có thu nhập hơn 500 triệu đồng.
tất cả các cái sư đoàn là 33, 34, 356. Đấy, anh em rất dũng cảm để cương quyết giữ cái mảnh đất này. Có những cái đồng chí cùng quê, anh em rất còn trẻ, lúc đấy là tuổi 20, đã anh cũng hy sinh tại mảnh đất này. Dù đã nhiều năm trôi qua, nhưng ký ức về những ngày tháng chiến đấu ác liệt vẫn luôn sống mãi trong tâm trí ông Hoàng Xuân Bắc, cựu chiến binh sư đoàn 313. Vào ngày thương binh liệt sĩ hàng năm, trong không khí cả nước nhớ về những người đã ngã xuống vì độc lập tự do, ông Bắc lại có hành trình đặc biệt. Ông trở lại mặt trận Vị Xuyên 1979-1989 tại đồi 772, ngã ba Thanh Thủy ở huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. Đây là nơi ông cùng đồng đội chiến đấu anh dũng ngày đêm, bảo vệ vẹn toàn biên cương nước nhà. Con đường quen thuộc giờ đây đã thay đổi nhiều, nhưng những hình ảnh về trận đánh ở Vị Xuyên năm xưa vẫn hiện rõ nét trong tâm trí, nơi mà ông đã cùng đồng đội trải qua 10 mùa hoa gạo đỏ rực góc trời. Ngày xưa tôi nhập ngũ tại sư đoàn 33, trực tiếp tham gia chiến đấu tại khu vực Nọng Ngặt, tại đồi 772, ngã ba Thanh Thủy. Còn trong cái thời kỳ kia là rất ác liệt, quân ta đã chiếm được các cái điểm cao, sau đó là một số anh em cũng đã anh dũng hy sinh, quyết tâm không lùi bước. Đi cùng ông Bắc còn có những người đồng đội là cựu chiến binh và gia đình. Ai nấy đều bồi hồi khi nhớ về những người đồng đội đã nằm lại, trọn vẹn ý chí kiên cường, gìn giữ quê hương tổ quốc. Với ông Bắc, mỗi địa danh đều gắn liền với những kỷ niệm khó quên. Ở đây là mỗi một năm là chúng tôi tổ chức lên một lần để viếng anh em ở trên này, nhớ ơn cái các chiến sĩ của mình đã tham phục vụ chiến đấu tại lúc này, chủ yếu là ngày 27 tháng 7 hàng năm, ngày thương binh liệt sĩ của toàn quốc, để tưởng nhớ lại anh em trong khi chúng ta tham gia tranh bảo vệ tổ quốc. Đến giờ phút này là rất anh em đã an ở tại khu vực này, rất mong nhằm phù hộ cho đất Thái dân an. Đứng trước anh linh các liệt sĩ từng là đồng đội, ông Bắc thắp nén hương thơm, gửi những lời tri ân sâu sắc. Ông lặng lẽ kể cho các đồng đội nghe về cuộc sống hiện tại, về những đổi thay của quê hương. Cùng với đó là lời hứa sẽ luôn ghi nhớ lời thề, tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của cha ông, góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh,